Thưa các bạn, mình đang có mặt tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Sơn thuộc thôn Nam Trạch, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Chiều hôm nay có thánh lễ lúc 4 giờ. Cha xứ Vinh Sơn dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn an nghỉ nơi đây. Bây giờ mọi người đang thắp hương, thắp hoa, đọc kinh cầu nguyện trước khi vào thánh lễ. Trước màn hình nhỏ này là một giáo xứ đền thánh Bắc Trạch, chảy qua con sông Lân rất là lớn, một cánh đồng lúa bát ngát. À đúng rồi. Xin chào.
Chào Nguyễn nhé. Báo cáo bạn, trà sứ giờ bắt đầu đi xe đạp ra. Trà sứ. Con chào cha. Vâng. Có chứ. Vâng, chào bà Trung. Vâng, chào ông Phùng. Thưa các bạn, là nghĩa trang này xây năm 2016 do cha xứ Vũ Minh Trí, cha giáo xứ Vinh Sơn xây dựng. Nhường chỗ hay là nhường lỗ? À vâng. Đằng nào cũng đi giả ghế mà. Đi giả ghế thì thấy đấy thì phải làm việc thôi. Hello. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay ngày 2/11 cùng với giáo hội mừng lễ cộng về cho các tín hữu đã qua đời tại nơi vườn thánh của Liên Quý Giáo xứ Giáo hội chúng ta chiều nay. Sự quan tâm và sắp xếp của cha chánh xứ Vinh Sơn, cộng đoàn chúng ta quy tụ về nơi vườn thánh của Liên xứ họ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, là những bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ và những người thân của chúng ta đang an nghỉ nơi đây. Và để đảm bảo cho thời gian thánh lễ vào lúc 16 giờ chiều nay, xin kính mời toàn thể cộng đoàn chúng ta đang thắp hương, thắp hỏa, thắp phần mộ, xin mời trở về quy tụ về trước lễ đài để chúng ta được thông dự kinh và đặc biệt là chúng ta tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Xin đặc biệt lưu ý là cái đường vào tất cả các cái xe đó chúng ta không để ra ngoài để mất cái đường đi, tất cả các cái đường vào thì xin những ai có phương tiện, chúng ta đã có bãi để xe ở tổng số 1 tên rồi, thì xin lưu ý là chúng ta để xe vào bãi để xe để cho thuận tiện cho những người đi lại, đặc biệt ở ngoài đường chúng ta không để ở ngoài đường, và cái lối vào cổng chính thì chúng ta cũng không nên để xe vì đi lại rất là chật. Xin tất cả mọi người chúng ta đang ở các phần mộ để thắp hương thắp hoa để xin chúng ta trở về trước lễ đài để chúng ta nhập thông lời kinh, đặc biệt là chúng ta tham dự thánh lễ để đảm bảo thời gian. Nên cha và con và thánh thần nó cho đời tha thân nhân thần tiền tiền ra thân nhân bà Maria.
Kinh mừng Maria đệ ơn vô đây Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà hồng phúc là